Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Hôm nay một ngày mới nè mọi người ơi. Mình mới đổi nghề mọi người. Hôm nay mình muốn thông báo với mọi người là mình chính thức mình bỏ con vợ nhỏ của mình để mình đổi nghề nha. Mình mới sắm con vợ mới. Đây nè, mới sắm vợ mới nè. Đùa với mọi người một chút xíu thôi. Hiện tại bây giờ thì con vợ nhỏ của mình đây, mình đang đề máy để cho có máy lạnh, để một hồi mình lên xe nó không có bị sốc nhiệt các mọi người. Kế bên đây có một chiếc xe lưu nè. Xe lưu này thì nó đậu dưới một cái mái nhà cũng khá là đẹp luôn nè. Mọi người thấy chưa? Thì bây giờ mình lên đây mình tập mình chạy xe lưu ha, mai mốt biết đâu mà thay đổi công việc ôm xe lưu chạy thì sao. Rồi, ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ chờ cho cái xe của mình chạy máy lạnh khoảng 5-10 phút gì đó cho nó lạnh xong cái bây giờ mình sẽ dời xuống bến dưới để mình gác tài nha. Hôm nay khởi hành một ngày mới đây. Thì đây, đây là hiện tại bây giờ mình đang đứng cạnh một chiếc xe lưu nè. Ở xe lưu này hình như là xe lưu mới sắm luôn rồi sao á. Mới chát ông nội mẹ ơi. Phía bên kia kìa có một chiếc Tấn Hiệp đang chuẩn bị ra bến nè. Ở ngoài này là cái quốc lộ nha mọi người, quốc lộ 1A nha. Đây là cái cổng bến nè. Ok. Đây là con vợ nhỏ mình. Bây giờ mình chờ cho con vợ nhỏ của mình nó lạnh đi rồi mình thả lên xe nha. Có một chiếc công thành mới ra bến kìa. Ok. Ok mọi người. Hồi nãy giờ mình đã chốt phơi xong rồi mọi người ơi. Bây giờ tới giờ chạy vô bến để mình khởi hành mọi người. Mình chạy vô bến xong cái mình tranh thủ mình xuống quán mình cà phê với mà mình một phần mình nhận đồ. Mình nhận đồ gửi. Xong xuôi thì đúng 5 giờ thì xe mình sẽ khởi hành nha. Xe mình khởi hành đúng 5 giờ tại bến xe 5 căn nha mọi người. Rồi ok. Dọc thôi. Ai da. Hiện tại bây giờ thì xe mình đang đậu dưới bến trên nè. Hồi nãy giờ trời nắng quá, xa nắng luôn cho nên là mình quay đầu lại đây nè để cho nó mát một xíu. Để mình chốt phơi. Đây trước mắt mình là có một chiếc Bảo Hân. Bây giờ mình quay đầu lại nha. Ui là mèn. Giờ này 4 giờ chiều mọi người, nhưng mà trời nó nắng cực kỳ luôn, dã man luôn thiệt đó chứ. Có một chiếc Cà Mau Đồng Nai quốc lộ 1K thành phố Biên Hòa Tấn Hiệp. Ui là mèn, nó nắng nè trời ơi. Tấn Hiệp ơi. Anh ơi mở cửa em vào, anh đứng hàng rào lạnh lắm em ơi. Trước mắt mọi người là cái quốc lộ 1 nè. Nhưng mà mình ra mình đâm thẳng qua anh kia cho nên mình phải quan sát hai bên coi có xe đổ ngược lại không. Mình mới đi ra không có xe rồi. Wow, chiếc xe này xe nào mà Hòa Hiệp đậu như gì sao em lên đi trời. Đậu như gì sao em vô đây. Hòa Hiệp 5 căn xuyên mộc. Kế bên có một chiếc Lon Khởi nữa nè. Đằng kia có một chiếc Lon Khởi nữa trời. Hay à. Chơi gì kỳ vậy anh trai, chơi gì đậu gì mà cản đường cản lối cái cổng vào vậy anh trai. Ây. Tranh thủ giùm em cái anh ơi, em trễ giờ rồi anh ơi, uống một miếng revive cho nó bổ sung năng lượng mới được. Thường thường á mình uống cái này không à mọi người. Thường thường á là mệt á mình sẽ uống nước revive trắng.
Tại vì cái nước Revive này nó bổ sung muối mọi người ơi. Khi mình hoạt động mình bị mệt á thì mình tương tự như là mình bị mất muối. Cho nên là khi mình mệt á là mình sẽ uống Revive trắng vô để mình bổ sung muối nha. Ok, bây giờ mình sẽ quẹo vô đây nha. Chỗ này là chỗ gác tài của mình nha mọi người. Rồi ok, đậu đây. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới, mình mở cửa hầm xong mình nhận đồ, xong mình kiếm một cái gì đó để mình ăn mới được. Đói bụng quá mọi người ơi. Sáng giờ chưa có ăn uống gì hết á. Wow, đã thiệt các ta. Ok mọi người, hẹn gặp lại mọi người một tiếng đồng hồ sau. Ok mọi người, bây giờ tới giờ cho khách lên xe rồi. Ở Nam Căn hôm nay mình rước có 2 vé thôi. Ok, bây giờ mình tranh thủ cho khách lên xe mình dọn thôi mọi người ơi. Điện thoại 694 phải không? Dạ. A10.
694 à? Thấy lộn. Đúng rồi. Kể thứ tư, sáng nhắc luôn.
xe mình có wifi không anh? Không có. Dạ dạ. B3 đây. 6 mà. B3. 6 mà. 693 đuôi phải không? Ừ. Đây B3 đây. Cái này. Ủa nó điện cho ghế là khác mà. Cho ghế số 6 rồi đó. Ghế số 6 gìn giữ á. Không. Điện hỏi lên bà chủ đi. Rồi anh cứ lên đây đi, chút xíu em hỏi lại rồi đi. Thấy không? Chưa có nghe thông báo gì hết. Số 6 gìn giữ á. Số 6 gìn giữ là gìn cuối luôn á hả? Có của 6 có người rồi. Hồi sáng là đặt giường phòng. Ừ. Sao mà xây cho giường này. Làm giường dưới làm sao đưa giường trên nữa.